Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến gây náo loạn trung tâm thành phố. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Huy 19 tuổi quê ở tỉnh Quảng Trị mức án 7 năm tù, tuyên phạt Trà Huy Chí 53 tuổi mức án 11 năm tù về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng. 9 bị cáo khác phạm tội gây rối trật tự công cộng, có 4 người được hưởng án treo, 5 bị cáo còn lại 2 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù. Trong số này có 2 bị cáo là con trai của Trà Huy Chí. Theo hồ sơ vụ án, nhóm của bị cáo Trà Huy Chí và nhóm của bị cáo Mai Xuân Chí, 27 tuổi, từng hỗn chiến và bị công an bắt ngày 22 tháng 6 năm 2022. Trong khi tòa án nhân dân quận Thanh Khê đang xét xử vụ án thì người của hai nhóm đi xem vì muốn trả thù cho đồng bọn nên thách thức tiếp tục hẹn nhau hỗn chiến ở đường Đỗ Quang, quận Thanh Khê. Hai nhóm mang theo đao, kiếm, dao phóng lợn, súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay rồi lao vào đâm chém. Trong đó bị cáo Mai Xuân Chí chém tay đôi với bị cáo Trà Huy Chí và khiến Huy Chí thương tích 8%. Thấy vậy bị cáo Trà Hưng Thọ 27 tuổi là con trai của bị cáo Trà Huy Chí truy sát bị cáo Mai Xuân Chí và đâm chém nhiều nhát gây thương tích 34% cho Xuân Chí. Vụ việc còn khiến bị cáo Lê Đắc Hiếu bị chém gây thương tích 9%. Đây là vụ hỗn chiến ngay giữa trung tâm thành phố gây náo loạn, khiến người đi đường hoang mang bức xúc các bị cáo sau khi gây án vẫn ngoan cố bỏ trốn và bị truy nã